Nhanh lên, hai mẹ con, đường này, chúng ta phải thoát ra khỏi thành phố đầy quái vật thôi. Cố lên đi con, gia đình chúng ta sẽ an toàn rời khỏi đây. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. À, chồng ơi, nhanh kia. Chết tiệt, hai mẹ con, mau trốn sau lưng anh. Chúng ta sẽ băng qua, giết chết con quái vật đây. Anh ơi, nguy hiểm lắm. Chúng ta né đường khác, tránh nó đi. Không, không. Chồng ơi, con ơi, gia đình của tôi. Mình còn sống, hay quá. Chồng ơi, con ơi, mau rời khỏi đây thôi. À, cái quái quỷ gì thế này? Không, không, anh ơi, con ơi, con bị làm sao thế này? Chết tiệt, bọn quái vật, tất cả là tại chúng mày. Bọn tao đang sống yên lành, thì ở đâu chúng mày xuất hiện? Chúng mày tàn sát, cắn giết bọn tao. Chúng mày đã cướp lấy những người thân của tao. Vậy thì tao không muốn sống nữa. Tao sẽ kéo chúng mày chết theo. Lũ khốn kiếp, lũ chết tiệt, mau tránh xa những cái xác đồng loại của ta ra. Các ngươi đừng hòng ăn được thịt của họ. Ta sẽ đập cho các ngươi tan da nát thịt, để các ngươi cảm nhận được nỗi đau khi giết chết người khác là như thế nào. Tất cả chúng mày hãy tới đây hết luôn đi. Tao sẽ chết chung với chúng mày. Chạy đi, bỏ mặc chúng tôi. Không, không, lũ quái vật đó đã cướp mất người thân gia đình của tôi. Tôi phải báo thù, tôi phải giết sạch bọn chúng. Vậy thì hãy ăn lấy cơ thể của những Skibidi ở đây. Nó có thể giúp cô tiến hóa hình dạng cao cấp hơn. Cái gì chứ? Ăn thịt đồng loại à? Không thể nào, không thể nào. Nếu cô muốn báo thù, hãy làm đi. Dẫu gì chúng tôi cũng đã chết rồi. Vậy thì tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Đằng kia, lũ quái vật cũng đang ăn xác của những Skibidi Man. Mình sẽ nghiền nát bọn chúng, để bọn chúng không hấp thu được năng lượng của họ. Lũ chết tiệt, chúng mày chết hết đi. Không được rồi. Lúc này Skibidi Man kia nói với mình rằng nếu tiếp tục ăn xác của họ, Mình sẽ được tiến hóa. Nhưng sao nãy giờ vẫn chưa được, hay là chưa đủ ta? Vậy thì mình sẽ tiếp tục ăn thêm một cái xác nữa. Tôi xin lỗi các cậu. Tôi sẽ giúp các cậu báo thù, giết chết lũ khốn này. Thành công rồi. Mình đã tiến hóa sau khi ăn hai cái xác Skibidi Man. Wow, quá tuyệt vời. Trong mình thật là ngầu quá đi. Được rồi, đến lúc đi giết sạch lũ quái vật đang lộng hành ở thành tinh này của mình. Tới rồi. Cuối cùng mình đã đặt chân tới hang ổ của lũ quái vật đó. Chết tiệt, hôm nay sẽ là ngày tàn của các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi xuống địa ngục để trả món thù giết đồng loại ta, lấy mất những người thân gia đình của ta. Hả? Sao lại xuất hiện một Skibidi vô mạnh thế kia? Rõ ràng bọn chúng đã bị loại quái vật chúng ta tiêu diệt sạch sẽ rồi mà. Thứ này còn to gan tới đây tàn sát thuộc hạ của ta nữa. Không lẽ ngươi chính là chúa tể quái vật? Ngươi đã kéo đám thuộc hạ của mình tới đây để tàn sát chống lại của ta. Tại sao chứ? Bọn ta không thù không oán gì với lời của các ngươi. Tại sao các ngươi lại ra tay nhẫn tâm như thế? Tại vì bọn ta là loài quái vật không gian, đã du hành trong vũ trụ một khoảng thời gian dài rồi, không có nơi trú chân, không có nhà ở. Bọn ta được một kẻ mách tới đây. Hắn nói với bọn ta, hành tinh này rất nhiều tài nguyên khoáng sản thức ăn, tha hồ mà sống hưởng thụ. Do đó bọn ta đã đến đây và quyết chiếm lấy hành tinh này. Chết tiệt, lũ khốn kiếp, các ngươi vì lợi ích riêng của mình mà tới đây tàn phá hành tinh của ta, giết chết chống lại của ta. Còn còn lấy mất những người thân gia đình của ta. Hôm nay ta sẽ liều mạng kéo cho giống loài của các ngươi chết chung. Ta sẽ nghiền nát các ngươi thịt 100 mảnh. Loài Skibidi Man các ngươi đã bị diệt vong rồi. Còn người nữa, người cũng chỉ là một Skibidi vô mình, thân xác đàn bà, thì có thể làm gì được chúng ta? Sao khó chịu thế này? Cái ánh sáng của người khiến ta thật là đau rát. Chết tiệt, mau tránh xa ta ra, tránh xa ta ra. Mày đừng bao giờ khinh thường đàn bà với tao, tao sẽ cho mày xuống địa ngục. Đau quá, đau quá, tha cho ta đi. Tất cả là do tên quái vật không gian chỉ điểm cái thô lưu. Hắn đã chỉ bọn ta tới đây. Mình giết được chúa tể của loài quái vật rồi. Chết tiệt. Nhưng khoan, còn tên quái vật Thu Lưu nữa. Hắn chính là kẻ đã gián tiếp phá hủy hành tinh của mình. Mình phải tìm hắn, nghiền nát hắn luôn. Tiến lên nào, đội quân Titan không gian. Tên quái vật Thu Lưu đã tới hành tinh này. Mau tiêu diệt hắn, đừng cho hắn chạy thoát. Còn đánh nhau à? Không lẽ kia là đội quân Titan không gian? Còn thứ gớm ghiếc có cánh râu bạch tuộc là quái vật Thu Lưu à? Lũ quân đội không gian này, các người to gan dám truy sát ta tới đây, nhưng các người quên rằng ta là quái vật to lớn khổng lồ ở ngoài vũ trụ, không có ai có thể sát thương được ta cả. Hôm nay các người dám to gan đối đầu trực tiếp với ta, ta sẽ cho các người chết không toàn thây. Chết tiệt, khốn kiếp này, đáng đời các ngươi. Không hay rồi, ta cũng bị thương không hề nhẹ, phải chuồn khỏi nơi đây thôi. Không, đứng lại, quay vào cái Thu Lưu, ta sẽ giết chết ngươi, ngươi đừng hòng chạy thoát. Chết tiệt, lại đây thứ khốn kiếp đó trốn thoát rồi. Này, còn ai còn sống không? Sao các người lại để hắn bỏ trốn chứ? Là một Skibidi vô minh à? Mau nói cho tôi biết hang ổ của hắn ở đâu, tôi phải đi tìm hắn, nghiền hắn ra thành trăm mảnh. Dừng lại đi cô gái, không được đâu, hắn rất mạnh, cả binh đoàn chúng tôi cũng không phải là đối thủ của hắn. Tôi không sợ, tôi không hèn nhát, dù hắn có mạnh tới đâu tôi cũng quyết chết chung với hắn. Vậy thì cô gái hãy gia nhập vào quân đội không gian chúng tôi, rồi mau chóng quay về tổ chức cùng những đồng đội khác, tìm ra tung tích của hắn, tiếp tục truy sát hắn. Được, nhưng mà bây giờ tôi quay về tổ chức quân đội không gian như thế nào chứ? Chết thiệt, tôi quên mất. Bây giờ chúng tôi bị thương nặng như thế này, không thể nào đưa cô đi được. À đúng rồi, chúng tôi dẫu gì cũng chết, hãy ăn lấy cơ thể của chúng tôi để hóa thành một Titan quân đội. Lúc đó cô có thể dễ dàng di chuyển tới căn cứ của chúng ta. Vậy thì tôi xin lỗi mấy người, tôi bắt buộc trả thù nên phải làm như vậy. Thành công rồi, mình biến thành một Titan quân đội vũ mạnh rồi. À không, phải gọi mình là Chisoda vũ mạnh. Được rồi, nhanh chóng quay về căn cứ quân đội không gian thôi. Chết tiệt, nhưng con rồng nắm đầu ở đâu xuất hiện vậy? Không lẽ là do tên quái vật bạch tuộc Thu Lưu đã thải bọn chúng xuống đây? Khốn kiếp. Vậy thì được lắm, ta sẽ cho các ngươi thấy được sức mạnh mới của ta, sức mạnh của một Titan quân đội vũ trụ. Ta sẽ nghiền nát các ngươi, không để lũ quái vật các ngươi lộng hành tại hành tinh của ta một lần nào nữa đâu. Chết hết đi. Hay lắm. Được rồi, giờ mình sẽ nhanh chóng ra ngoài vũ trụ, đi đến căn cứ quân đội Titan không gian và kêu các đồng đội khác truy ra tung tích của tên quái vật Thu Lưu, tiêu diệt hắn cho bằng được.